Và bài tập hôm nay chúng ta sẽ cùng tập bên một bài, đó là bài Hoa Tím Người Xưa. Ai có sách rồi chúng ta lật ra trang 40. Còn ai có xăm lơ 18 chúng ta chọn cho sang phần 40 bài bên La Thứ. Chọn bài Hoa Tím Người Xưa. Ai chưa có sách thì chúng ta nhìn lên màn hình và tập cùng nhau bài Hoa Tím Người Xưa, tác giả Thanh Sơn, giai điệu rumba tempo 78, tông La Thứ. Cái intro chúng ta sẽ có hai tiếng, đó là voice listen và tiếng guitar sến. Rồi bây giờ Sang sẽ cho xăm lên 18 nó chạy mà để chúng ta cùng nghe ha. Và Sang sẽ đọc nốt theo luôn nha mọi người. La re mi la hai do si son la mi re do mi hai mi la do re re mi la do son la hai. Đổi tiếng mi la do re hai re mi do re mi hai mi son la si mi si mi la hai ba bốn phiêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập nhé, tiếng listen trước mọi người. Ha là rê mi la rung rú rê. Rồi gạt đô nè. Rồi rung son. Rồi rung rung nhất nè, rung rê nhất đô. Nhất đô. Dòng thứ hai kéo mì. Nhất nhất đô. Rồi rung rê. Đô gạt. Rồi đổi tiếng nha. Gạt đô nè ha, rung rê nè. Đầu. Giờ dòng cuối nhất son thanh rung la nhất xì. Rồi ha, sang đánh phương đoạn đó nha. À, lộn tiếng lít sến trước ha. Ha vô bài. Rồi vô bài ha mọi người ha. Rồi chị yêu hủ hủ này. Rồi rung chủ rê ha. Rê chiều có hai nốt. Chiều chiều. Rồi chiều chiều này. Rung chủ rê. Rồi chiều hủ này. Rồi gạt đô. Đã khô rơi đây. Có người nhích đô nhìn buồn lây. Rồi dòng thứ hai. Mì lá rê mì. Lại gạt đô. Rung rê. Rung rê tiếp. Dòng thứ ba kéo rung. Kéo tâm son chứ. À kéo rung son tiếp mít nhít mì. Gạt đô. Nhít son thăng. Rung la. Rung rê. Chữ lên là son la si lên son la là sao, là chúng ta vừa nhích vừa rung luôn nè mọi người. Nhích son rung la cài lên áo. Rồi dòng cuối gạt rung hoa rung rung tiếp. Rồi sang đánh nguyên một đoạn luôn nha. Xong phần đầu ha, thì chúng ta tới phần điệp khúc. Hương xưa ơi. Kéo là nhít mì. Gạt đô. Dòng thứ hai. Đồ nhít cái. Dòng thứ ba. Gạt đô ha.
nhạc rung, nhạc rung nè. Bài tiếp theo, dòng thứ tư, rung nhúc, rung nhích. Rồi dòng kia, dòng rồi từ đó nè, kéo si. Rồi thương nhớ không nguôi ha, kéo si nè. Rồi rung chữ son, dòng cuối, tốt đời. Rồi si la mi, rồi rung đi, rung tới tiếp. Rồi ha, cũng đơn giản mọi người nhìn lên sách đánh thôi ha. Rồi bây giờ sẽ đánh lại nguyên một đoạn điệu khúc cho mọi người nghe thử nha. Và phần sau giống như phần đầu là cho chúng ta xong bài ha, và Sang sẽ cho nó tự intro với song lên 18 và vô bài, chúng ta Sang sẽ bên lại từ đầu tới cuối cho mọi người cùng nghe. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở bài kỳ sau.